Bây giờ thì tụi mình cùng tìm hiểu tiếp về một số nguyên âm ghép của tiếng Hàn nha mọi người. Nguyên âm ghép là tại sao? Là tại vì nhìn nó sẽ không có một cái quy luật nhất định, giống như là A còn da thì mình sẽ thêm một nét vô thì nó sẽ thành da, đúng không nè? Cái này thì mình phải học thuộc nha mọi người, cố gắng học thuộc nha. Bây giờ thì mình sẽ phát âm sơ qua một lượt những nguyên âm có ở đây và mình sẽ mở file audio cho mọi người cùng nghe. E E Ye Ye Wa Wo Wê 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 Wi Ui. Cái âm đầu, hai âm đầu á mọi người, e và e á, thực ra người Hàn á người ta cũng không có phát âm rõ là e hay là ê đâu, người ta phát âm nó ở lưng chừng ở giữa e và ê cho cả hai cái chữ đó khác nhau luôn nha mọi người. Nhưng mà khi mà mình học tiếng Hàn á thì mình sẽ dùng cái bảng chữ cái của tiếng Việt để mình giải thích thêm cho mọi người cùng hiểu, dễ hiểu hơn á. Thì cái âm đầu á thì mình sẽ phát âm giống như là âm e của tiếng Việt mình, e. Còn cái âm hai á, âm âm tiếp theo á thì mình sẽ phát âm giống như là na ná giữa e và ê á, nhưng mà nó có phần có nghiêng hơn về phần e một chút nha mọi người. E e thì cũng như vậy, khi mà mình thêm một cái dấu vô nữa thì mình sẽ đọc là yeah và yeah ha. Bây giờ thì mọi người cùng mình nghe file trong sách người ta đọc. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng mình tìm hiểu sơ lược một vài cái từ vựng nó có ở trang 44 và trang 45. Kemi, kemi, con kiến. Hè, con tàu. Xe, con chim. Hè, mặt trời. Kè, con cua. Xe su, rửa mặt. Kune, xích đu. Camera, là từ ngoại lai nha mọi người. Camera, máy chụp hình. Dê kỳ là câu chuyện, nói chuyện, nó là từ ghép, nó là từ rút gọn của Iyaki. Dê bê ta, đẹp. So dê, thư pháp. Si kê, đồng hồ. Khoa trà, bánh trái, giống như là đồ ăn vặt đó mọi người. Quay so chữ là áo sơ mi, đây là một từ ngoại lai luôn. Hoa cà, hoa gà, người vẽ tranh hả ta. Sa quả là trái táo. Mố, cái gì. Chua ta là động từ cho. Thô nóng. Chua lạnh. Rồi bắt đầu qua trang 45 nha mọi người. Thuê gì, con heo. Quế, tại sao. Waiter là từ ngoại lai luôn, bồi bàn, phục vụ nam. Thêm một từ ngoại lai nữa, sweater là áo len dệt kim nha mọi người. Suekuki, thịt bò. Weuta, học thuộc lòng. Huesa, công ty. Tune là bộ não. Khi, lỗ tai. Suita, nghỉ ngơi. Chuy, con chuột. Kawi, cây kéo. Ươi xà, bác sĩ. Ươi xà, cái ghế. Dơi tù, nơi này là nơi tập trung nhiều các công ty văn phòng làm việc ở Hàn Quốc, và đây là một trong những nơi nổi tiếng của Hàn, của Seoul, khi mà nói về công viên sông Hàn nha mọi người. Dơi tù, hành căng cùng quần. Tiếp theo cuối cùng đó là huy, hội nghị.
Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ tìm hiểu qua tới bạch chim. Bạch chim đó là một cái giá đỡ. Thì mọi người nhìn vô trong đây có thể thấy được là một cái phụ âm. Khi mà một từ được bắt đầu bằng phụ âm, nguyên âm và một phụ âm, thì cái phụ âm cuối á, nó sẽ được gọi là bạch chim. Bạch chim nó có ý nghĩa là cái giá đỡ nha mọi người. Thì mọi người có thể nhìn nhìn vào trong cái bảng tóm tắt ở đây, thì người ta có tóm tắt ra những cái bạch chim cùng gần âm với nhau. Rồi và khi mà mình phát âm á, thì nó sẽ ra một âm như nhau. Chữ á, thì nó khác nhau nhưng mà nó cùng tính chất, cho nên là khi mà mình phát âm ra thì nó cùng là một âm nghe giống như nhau. Ví dụ như kiệt và kiệt nè, rồi kiệt nè và sang kiệt, thì nó có cái tính chất là khi mà mình viết á, thì ba cái âm này nè, khi mà mình viết á, nó đều có cái nét như thế này ha, và khi mình phát âm ra thì nó có cái tính chất giống như nhau, là giống như là chữ G và chữ K, nó ở giữa, và chữ G và chữ K như mình đã nói ở video trước đó mọi người. Đó thì đây là những cái âm nó có cùng tính chất với nhau và người ta đã gộp lại và để mà phân biệt á. Bây giờ thì mình sẽ đọc sơ qua, phát âm sơ qua những cái phụ âm, những cái âm có ở trong cái bảng phụ âm này để cho mọi người nghe qua một lần để phân biệt được à, nó những cái từ, những cái chữ nó gần giống như nhau, nó có tính chất giống như nhau thì nó sẽ phát âm cũng giống như nhau. Ví dụ mọi người thấy không? Đều là A kết hợp với lại kia, kia và sang kia. Cái chữ mình kết hợp với nhau thì nó khác nhau, nhưng khi mà mình phát âm á, thì nó giống như nhau, đều là A. Đúng không nè? Tiếp theo, niên. A với niên thì sẽ là am. Tiếp theo, chi cực, chi cực. Sang chi cực, chi và hiệt. Khi mà mình phát âm á, thì nó giống như là cái bạch chim ấy, khi mình phát âm ra nó giống như là có chữ tờ, đúng không người, nó biến thành chữ tờ hết đó. Thì khi mà những chữ khác nhau mình ghép lại với nhau nhưng mà phát âm thì nó ra một từ như nhau, ra một âm như nhau. Ví dụ cuối cùng là ạt. Tiếp theo là ly ương. Ly ương thì mình phát âm ra nó giống như là mình phát âm chữ L ở tiếng Anh đó mọi người. L, L thì tiếng Hàn thì nó cũng phát âm là ly ương. Khi mà mình phát âm á, thì cái lưỡi của mình nó sẽ, đầu lưỡi của mình nó sẽ chạm lên cái hàm trên và nó không có hơi ra nha mọi người. Ví dụ như trong ở đây trong bảng này thì nó có chữ là A và ly ương thì mình sẽ phát âm là A, A. Nghe giống như là mình phát âm chữ R trong tiếng Anh đó mọi người ha. Nhưng mà cái này là do đầu lưỡi của mình nó chặn lại cho nên là mình không có nghe cái âm rung khi mà mình phát âm. Tiếp theo là mi âm. Mi âm thì mình phát âm ra nó giống như là chữ M mọi người. M. Tiếng Việt mình là M đúng không? Thì tiếng Hàn á, người ta phát âm là người ta sẽ ngậm môi lại và không có hơi ra. Âm âm âm. Tiếp theo là pure và pure thì đều là có cái tính chất giống nhau, đều là pờ pờ hết, nhưng mà một cái thì là khi mà nếu như mà nó không là bạch chim, nó là một từ mà chỉ có phụ âm và nguyên âm thôi á, thì mình sẽ phân biệt được nào là cái nào là pure và cái nào là pure. Còn cái khi mà nó là bạch chim á, thì phát âm đều như nhau hết là ạp. Cuối cùng là yên. Yên giống như mình nói trong video trước á, thì mọi người có thể suy nghĩ giống như là mình phát âm chữ ngờ ở trong tiếng Việt của mình vậy đó. Thì ở đây nó có cái chữ là A và y ưng thì mình phát âm là ằng, ằng, ằng. Đúng không? Rồi, bây giờ thì mọi người cùng nghe phần file audio trong sách, người ta sẽ phát âm những cái từ ở phía dưới phần dẫn sub 1 như thế nào nha. Dẫn sub in. Dẫn sub in. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở file cho mọi người cùng nghe. 벽,
부엌 밭 눈 곳 밑 옷 낫 꽃 히읗 달 곰 집 입 방 Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng mình tìm hiểu sơ lược qua những từ vựng có ở đây. Và đây cũng là phần từ vựng cuối cùng trước khi mình vào bài 1 nha mọi người. Súbạc, súbạc, dưa hấu, chè, sách, puộc, cừ, nhà bếp, khu bếp, phạc, bên ngoài, thùn, tiền, lemon, từ ngoài lai nha mọi người, chanh, xin mùn, báo chí, tờ báo. Usan. Usan là cái dù. Nhưng mà nếu mà mình dịch đúng theo cái nghĩa âm Hán của nó là vũ tán đó mọi người, có nghĩa là cái dù dùng để che mưa. Còn nếu mà cái dù dùng để che nắng thì nó sẽ gọi là dặn sành. Cốt là sắp. Giống như là khi mà mình nói là mình sắp đến đâu đó đó thì mình sẽ dùng cái từ cốt này nè. Cốt tôi chắc hắn quèo. Mịt ở dưới. Bít là cây lược. Ụt là quần áo nói chung. Nạt là ban ngày. Cút là hóa. Bít là ánh sáng. Hiệt là chữ hiệt đó mọi người. Rồi bây giờ sẽ qua trang 49. Tay kì. Dâu. Dâu tay. Mười. Nước. Phè. Cái bàn chân. Giờ em phil. Bút chì, khùng, con gấu, nam trà, nam giới, con trai, ông mà, mẹ, computer, máy tính để bàn á mọi người, bắp, cơm, ịp, miệng, mũ rứt, đầu gối, súp, rừng, kha bằng là túi sách nói chung, khùng, trái bóng, điện thoại, tủ lạnh và cuối cùng là thăng mùn, cửa sổ.